Trong thời hiện đại này của chúng ta, thực sự là thời đại có nhiều tai nạn. Không những chúng sanh nghiệp chướng sâu nặng, mà nghiệp chướng của chính mình cũng sâu nặng giống như vậy. Chúng ta cần phải nghĩ đến làm sao để giúp đỡ chính mình, làm sao để giúp đỡ người khác. Suy nghĩ chính mình tu học thuận tiện như thế nào thì cũng phải làm cho người khác thuận tiện như vậy. Nên biết là Phật Pháp không có Pháp cố định. Trên kinh thường hay chỉ dạy chúng ta nguyên tắc tùy loại hóa thân, tùy cơ thuyết pháp. Chữ tùy nghĩa là hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Bạn không thuận không tùy, không những không độ được chúng sanh mà cũng không thể độ được chính mình. Tại vì sao không thể độ được chính mình vậy? Không thể tùy chính là chấp trước, chính là phân biệt chấp trước. Không đột phá được tâm chấp trước thì không thể ra khỏi lục đạo. Đạo lý này chúng ta phải biết, cho nên phải biết tùy thuận. Trong thế gian thật sự là có rất nhiều chướng duyên, yêu ma quỷ quái, ma chướng. Có loại hữu hình, có loại vô hình. Loại vô hình là quỷ thần. Loại hữu hình chính là hết thảy người, sự và vật. Ma chướng hình thành như thế nào vậy? Đều là do vô lượng kiếp từ trước cho đến nay chính mình tạo tác ác nghiệp. Ác nghiệp sẽ tạo thành chướng ngại, thiện nghiệp cũng sẽ tạo thành chướng ngại. Thiện nghiệp là ái duyên, chúng tôi thường hay nghe thấy đồng tu nói Đức Phật dạy chúng ta phải xả, phải buông xả. Tôi thì không thể buông xả con cháu được rồi. Đó là gì? Ái duyên. Không thể buông xả oán hận, oan gia đối đầu được. Không thể buông xả ý nghĩ báo thù. Ái duyên cũng không buông xả được thì đều biến thành chướng ngại rồi. Đây là nghiệp mà trước kia đến nay đã tạo. Chúng ta tự mình phải hiểu, phải sáng tỏ, phải giác ngộ. Làm thế nào mới thật sự giác ngộ đây? Biết được là phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Trong kinh Kim Cang nói rất hay, ngã nhân chúng sanh thọ giả đều là giả, đều không thể được. Cho nên nếu như bạn có trí huệ bát nhã, biết được muôn pháp đều không, biết nhân quả bất không, biết được tất cả pháp hữu vi mộng huyễn bọt bóng, thì tâm bạn liền thanh tịnh ngay. Đứng trước tất cả pháp, không lấy không bỏ, thì ma sẽ không khởi tác dụng với bạn rồi, không thể làm chướng ngại bạn được.
lúc này đúng như lời trên Kinh Lăng Nghiêm nói, bạn có thể chuyển cảnh giới, không bị cảnh giới chuyển nữa rồi. Nhược năng chuyển cảnh, tắc đồng Như Lai. Có như vậy mới thực sự vĩnh viễn thoát khỏi ma não hại. Có thể thấy vĩnh viễn thoát khỏi ma não hại, không phải tìm nơi nào để trốn tránh, là không thể trốn tránh được đâu. Vĩnh viễn thoát khỏi ma não hại là phải nhìn thấu chân tướng sự thật. Toàn là giả mà, hết thảy đều không là mộng mà. Cho dù là loại ma bên ngoài vô hình này cũng không thể bám vào đâu được. Tại vì sao không bám được vậy? Bạn không có chỗ bám. Bạn có chỗ bám họ mới bám được. Bạn không có chỗ bám mà. Đạo lý này chúng ta phải hiểu. Bạn có ngã thì bạn sẽ bị hại. Vô ngã thì ai bị hại đây? Vô ngã thì không có bị hại rồi. Tại vì sao tất cả chúng sanh phải bị chướng ngại là vậy? Vì có ngã. Oan gia đối đầu muốn trả thù, anh ở đó, tôi tìm ra anh rồi, tôi đến báo thù anh. Nếu như bạn không có, không có ngã, dù họ có tìm cũng không tìm ra. Trước đây lúc Lão Hòa Thượng Đạo Nguyên truyền giới, có kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện. Ngài kể thời xưa có một vị thiền sư nọ, tên gì thì tôi tự nhiên quên mất rồi. Công phu thiền định rất tốt. Sau khi nhập định thì tâm cảnh đều không. Khi tuổi thọ Ngài đã hết, Vua Diêm La phái hai tên tiểu quỷ đến bắt Ngài. Bởi vì Ngài nhập định tâm cảnh đều không, nên hai tên tiểu quỷ không tìm thấy. Mới hỏi người ta, ông ta đi đâu rồi? Ngài vẫn ngồi ở chỗ đó mà họ không tìm thấy. Bởi vì trong định nên ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, thấy đều không còn. Có người nói cho tiểu quỷ biết, cái vật mà Ngài thích nhất là chiếc bát của Ngài. Tiểu quỷ liền biết điểm yếu, bèn gõ vào cái bát của Ngài. Vừa gõ vào thì Ngài liền xuất định, tiểu quỷ liền bắt Ngài đi ngay. Đây chính là nếu bạn còn mảy may chấp trước thì bạn sẽ bị người ta bắt được. Cho nên hễ có yêu thích là đều có phiền phức. Hay nói cách khác, bạn không thể qua mắt được tiểu quỷ. Họ có thể dẫn bạn đi bất cứ lúc nào. Đây chính là chưa có buông xả triệt để. Chúng ta phải biết, Phật dạy chúng ta ngay cả Phật Pháp cũng không phải là thật. Trên Kinh Kim Cang nói rất hay, Pháp còn phải xả, huống hồ phi Pháp. Phật Pháp cũng không được phép chấp trước. Cái đạo lý này phải biết. Huống hồ là Pháp thế gian. Pháp thế gian và xuất thế gian đều không để ở trong tâm. Ta dùng nó, ta không chấp trước nó. Ta dùng nó, ta cũng không có phân biệt nó. Khiến cho tâm địa vĩnh viễn thanh tịnh. Bố thí cúng dường như vậy mới là thật sự được phước. Phước vô lượng vô biên, phước này xứng tánh. Nếu như vẫn còn phân biệt chấp trước thì phước này không phải xứng tánh rồi. Trên kinh gọi là phước báo hữu lậu, biến thành phước báo hữu lậu trong tam giới. Tu học, các bạn đồng tu suy nghĩ xem, nếu không phải cùng nhau nghiên cứu mỗi ngày, cùng nhau thảo luận mỗi ngày, huân tập mỗi ngày, tập khí nghiệp chướng của chúng ta rất nặng, vừa quay đầu là mê rồi.
Cho nên đạo tràng thời xưa rất hay. Hay ở chỗ là huân tập trương kỳ, là hay ở chỗ này. Mỗi ngày giảng kinh, thời gian giảng kinh là dài. Hiện nay chúng ta là mỗi ngày giảng kinh 2 giờ đồng hồ. Nếu so với ngày xưa là giảm một nửa rồi. Nếu như dựa theo tiêu chuẩn của Phật, bạn xem trên kinh Nhân Dương nói nhị thời giảng kinh, là nói mọi người cùng nhau học tập, nghiên cứu thảo luận, hạ công phu ở trên giáo lý hành quả. Nhị thời là 8 giờ đồng hồ hiện nay. Kinh Phật nói là tính theo giờ Ấn Độ xưa, ngày đêm một ngày chia thành 6 thời, ngày 3 thời, đêm 3 thời. Cho nên nhị thời, một thời của nó là bằng với 4 giờ đồng hồ hiện nay của chúng ta. Nhị thời tức là 8 giờ đồng hồ. Cho nên thời đại đó của Phật, những người đó tu hành với Thích Ca Mâu Ni Phật, làm sao họ không chứng quả được chứ? Một ngày 8 giờ đồng hồ thảo luận kinh giáo thì họ còn công phu khởi vọng tưởng gì được nữa. Ngày nay chúng ta biến nó còn có 1/4, là 2 giờ đồng hồ. Nó thật ra là không đủ. Mức thấp nhất là phải được 4 giờ đồng hồ. Mỗi ngày có 4 giờ đồng hồ nghiêm túc nghiên cứu thảo luận. Chỉ ít phải có 4 giờ đồng hồ niệm Phật. Đây là nói mức thấp nhất, không thể thấp hơn. Tu hành chúng ta hiện nay hiểu rõ rồi, chỉ có pháp môn niệm Phật là có thể tin cậy được. Những pháp môn khác trên lý mà nói là bình đẳng, không có khác biệt. Nói trên sự thì rất khó, không dễ dàng. Hay nói cách khác, không phải căn tánh của chúng ta, nghiệp chướng của chúng ta quá nặng. Chỉ có niệm Phật đới nghiệp giảng sanh thì chúng ta mới có thể làm đến được. Sự việc này chỉ cần thật làm thì không có người nào không thành tựu. Tối hôm kia tôi đến dùng cơm tại tiệm Hồng Cát, nghe nói hiện nay việc buôn bán của họ rất ảm đạm. Tôi đến thăm họ xem, hiện nay rất ảm đạm. Nhìn thấy ở nơi đó có một đĩa CD, là nói về người tử tù giảng sanh. Chúng tôi có mang mấy đĩa về, nói với hội trưởng Lý. Hội trưởng Lý nói ông biết chuyện này. Người tử tù này sau khi đi rồi, việc hậu sự cũng là do ông lo liệu. Tôi hỏi ông có phải là ông giảng hay không. Ông nói không phải ông giảng, có một vị cư sĩ họ Tô giảng nói. Nghe nói cư sĩ Tô hiện nay cũng quay đầu chuyên tâm niệm Phật, vì tận mắt nhìn thấy sự thật. Cho nên cư sĩ Lý đã độ không ít người ở trong tù, thật sự giảng sanh. Cư sĩ Tô với người này rất quen biết nhau. Ông chăm sóc ông ấy, căn dặn ông là 3 chuyện. Thứ nhất là lúc anh bị hành hình, anh phải lớn tiếng niệm Phật. Ông nói được, tôi làm được.
Điều thứ hai là lúc anh đi, anh phải có tướng lạnh, không được chảy máu từ bảy lỗ trên thân, đó là bị xử treo cổ. Ông nói được, tôi cũng đồng ý. Thứ ba, anh phải lưu lại một chút xá lợi cho chúng tôi thấy để làm chứng minh. Ông nói được, tôi đồng ý tất cả. Cuối cùng sau khi ông chết rồi, quả nhiên là như vậy. Sau khi xử treo cổ, thấy sắc tướng rất tốt, rất bình thường, là hoàn toàn khác với người bị tử hình thông thường. Lúc đem thiêu thật sự là có xá lợi. Cho nên có đồng tu hỏi, có phải ông ấy tự biết không? Không phải, do nguyện hạnh. Ông có nguyện lực này mới có thể làm đến được. Ngay cả một người tử tù cũng có được tướng lành như vậy. Ông thật sự giảng sanh. Cái niệm cuối cùng đó của ông là đi theo tiếng niệm A-di-đà Phật, không giả chút nào. Ngày bị xử tử chính là biết trước giờ đi rồi, đi trong tiếng niệm Phật. Trên kinh nói sau cùng, đó là một câu Phật hiệu, nên chắc chắn giảng sanh. Lúc còn sống tạo tội nghiệp ra sao, làm việc sai như thế nào, nếu trước lúc chết bạn thực sự có thể hối cải, sám hối giảng sanh. Trên kinh Phật có thí dụ rồi. Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật nói vua A Xà Thế đã tạo tội ngũ nghịch. Lâm chung sám hối. Phật trên kinh A Xà Thế Vương nói cho chúng ta biết, ông giảng sanh là thượng phẩm trung sanh. Chúng tôi đọc xong cũng thấy vô cùng kinh ngạc. Tạo tội nghiệp nặng như vậy, tội nghiệp A Tỳ địa ngục. Chúng ta nghĩ ông giảng sanh có lẽ là ở mức hạ phẩm, giảng sanh ở ba phẩm hạ. Chúng ta cảm thấy như vậy là rất bình thường, không biết ông là thượng phẩm trung sanh. Cho nên sức mạnh của sám hối là không thể nghĩ bàn. Đây là gặp được thiện tri thức chân thật mà hướng dẫn cho ông. Kiến thiện căn phước đức trong đời quá khứ của ông liền hiện tiền. Sau khi nghe xong liền sanh khởi tâm sám hối chân thật. Đây cũng là điểm chúng ta cần phải học tập. Cho nên nếu bạn thật sự tu thì sẽ thật sự có cảm ứng. Đây là chúng ta nói đến cúng dường. Nó phải được sanh khởi lên từ trong tâm hiếu kính. Đồ cúng đều là tượng trưng